chị em hả? Không có giọng nói, không có giọng nói hả? Em có giọng nói. Chăm sóc em đi. Có gì kỳ vậy? Gia đình. Đây chữ đây. Gia đình đâu rồi? Gia đình. Hey, cố lên. Đúng rồi. Vô đi. Ê, ghê quá. Thôi vô đây đi. Vô. Ghê chui thôi. Thank you. Vô góc. Bên này. Rồi cái này bắt gió nè. Nước. Được rồi. Em thoải mái rồi. Cái gì vậy? Thoải mái rồi. Đợi tôi chuyên nghiệp lắm. Tôi nói chuyện không định mà quán ok lắm. Chị ơi mở mắt lên mới hay được đối thủ. Nặng quá. Chưa vô đánh mà dập phổi rồi. Wow. Yo. Ủa đi luôn hả? Rồi con ốc hôm nay là gì? Ui cài lỗ tai. Thiệt luôn hả? Không ra. Trời nhỏ quá vậy. Ê, làm sao không cầm được ta? Hiệp đấu 2 phút bắt đầu. Một phát ngang ngay chị Vương. Vô đây. Khó lắm, còn khó lấy lắm. Chị Phương. Đánh kìa. Ủa rồi, chết rồi. Vô đây. Danh Phương. Trời ơi. Đúng rồi. Đừng để nó đổ. Cố lên đừng ghép. Chị em hả? Không có giọng nói hả? Em có giọng nói. Ấy hai cho đồng đội của tôi đi. Đánh rồi đánh càng tiếng luôn. Chị đang bị mất tiền ấy hô hấp, chị đang kẹt. Ôi rồi. Chị ở đâu rồi nè. Má kéo buông ngừng. Má kéo buông ngừng. Cho tụi em hồi sức đi. Từ đã. Ủa ngốc đâu vậy? Em tưởng em cầm trong tay mà. Ê bây giờ mình khoan hồng này nhá. Bây giờ bọn mình việc của mình là phải tìm được nó đã. Có được tháo găng tay lắm không hả chị? Không. Trời ơi trời. Báo gì đâu mình mà chỉ báo. Mình được tìm ở ngoài thôi mọi người. Báo nhi đồng. Ok. Đây nè. Đâu? Không có. Nhầm rồi. Đây là rác. Thôi chị sẽ nằm im ở đây. Chị tuổi già sức yếu rồi. Chị cần phải giành được con ốc này. Bên kia kìa. Đâu? Ủa có phản ta. Trời ơi bị vũ rồi. Cứu cầm kìa. Ở dưới cái này kìa. Có. Chị có. Tại là đâu? Cát. Tại là cát thôi. Không có. Cái móng mà ai đang giữ có không có
rồi, khảo rồi. Mời khảo giác đi.